Chiều ngày 30 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi lễ trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và công bố các quyết định nghỉ hưu đối với hai Thứ trưởng Bộ Tài chính là Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Nguyễn Đức Chi và ông Võ Thành Hưng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí Thứ trưởng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Chính phủ đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và huân chương độc lập hạng nhì cho Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải. Hai đồng chí Thứ trưởng nghỉ hưu kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt lãnh đạo Chính phủ chúc mừng hai đồng chí Thứ trưởng đã vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước trao tặng. Đồng thời, đánh giá cao và cảm ơn đối với đóng góp của hai đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đối với công tác tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho rằng các đồng chí đã là một tấm gương tiêu biểu về năng lực chuyên môn, sự tận tâm, tận tụy với công việc và khẳng định các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao, có những đóng góp to lớn cho ngành tài chính. Xúc động trước những tình cảm và gửi gắm của cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Hồ Đức Phước và các đồng chí đồng nghiệp trong ngành tài chính, hai Thứ trưởng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ. Các đơn vị trong Bộ, trong ngành tài chính đã phối hợp, giúp đỡ để các Thứ trưởng hoàn thành các nhiệm vụ công tác đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao. Ngay sau khi trao quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước và ông Nguyễn Đức Chi, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2021. Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ đã đào tạo bồi dưỡng các đồng chí có năng lực, uy tín, nay được Đảng và Nhà nước tin tưởng, bổ nhiệm vào cương vị công tác mới. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc mừng hai đồng chí Thứ trưởng mới được bổ nhiệm, Bộ trưởng Hồ Đức Phước mong muốn các đồng chí trong cương vị công tác mới sẽ cùng với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính chủ động, sáng tạo, đoàn kết trong điều hành chính sách tài chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Thay mặt hai Thứ trưởng mới được bổ nhiệm, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm to lớn của hai đồng chí đối với bộ, ngành. Hai đồng chí sẽ phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.